Sáng ngày 8 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ. Theo đó, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam Bộ đang lên chậm. Sáng nay, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Mỹ Thuận 1,47m, trạm Cần Thơ 1,54m, đều ở mức dưới báo động 1. Dự báo, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đến ngày 12 tháng 11, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Mỹ Thuận có thể lên ở mức sấp xỉ hoặc trên báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 1.